Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài thứ hai nhá. Bài 2. Ở trên nhỉ? Cách xác định nhị hợp, tam hợp và lục hại. Rồi. Chào mừng các bạn đến với quay trở lại với kênh Tử Vi của tôi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cách xác định nhị hợp, tam hợp và lục hại, làm sao một cách nhanh nhất để cho các bạn có thể học được tử vi một cách nhanh nhất. Thì sau đây nó sẽ là cái kinh nghiệm học tử vi của tôi. Nó như thế này. Đầu tiên các bạn nhớ nhé, đây là một cái đồ hình lá số tử vi này. Nó sẽ chia như này. Nó sẽ chia như này. Nếu mà các bạn chia dọc, các bạn nhớ nhá, chia dọc này. Tôi chia theo cái phấn màu xanh, tôi chia theo phấn màu xanh nhá. Chia dọc. Thì các bạn nhớ nhá, cái trục dọc này này, cái trục dọc này nhá. Trục này là trục gì? Lục hại. Các bạn nhớ nhá, trục này là trục lục hại. Còn cái trục ngang. Cái trục ngang này này. Đấy, có phải chúng ta chia dọc này không? Còn chia ngang. Này là nhị hợp. Luôn luôn, được chưa? Vậy thì các bạn thấy khi chúng ta chia dọc thì chúng ta sẽ bây giờ mình nói về hợp trước đi. Mình nói về hợp trước đi. Chúng ta chia nhị hợp. Thế đầu tiên nhị, nếu mà chia trục ngang thì có phải hai thằng này nhị hợp với nhau không? Có nghĩa là Tí Sửu nhị hợp nhá. Thì mình sẽ chia thằng nhị hợp trước này. Nhị hợp, được chưa nhỉ? Mình sẽ chia nhị hợp trước. Đúng không? Nhị hợp cái gì với cả cái gì đấy? Tí nhị hợp với Sửu, đúng rồi. Tí nhị hợp với Sửu. Tí nhị hợp với Sửu nhá. Rồi lại tiếp tục cái gì đấy? Hợi nhị hợp với gì? Dần hợi nhị hợp với nhau, đúng rồi. Dần hợi nhị hợp với nhau. Rồi đến Mão và gì kia? Mão và Tuất. Mão và Tuất. Chính xác luôn. Rồi Thìn và Dậu. Thìn và Dậu. Ok, sau đó Tỵ và Thân. Tỵ và Thân. Các bạn nhớ nhá. Học thì nó phải tư duy và các bạn phải tự tư duy được cái này thì các bạn nhớ mới lâu. Sau đó thì Ngọ và gì? Ngọ Mùi. Rồi ok. Ngọ Mùi. Được chưa? Thì đây chính là một cái bộ khung nhị hợp nhá. Đó, thì các bạn nhớ nhá, cứ chia ngang. Cắt đôi, cắt ngang thì nó là nhị hợp. Còn tất nhiên thì cắt dọc là nó sẽ là lục gì? Lục hại đúng không? Lục hại. Rồi, còn cái này ảnh hưởng gì trong việc giải đoán là số tử vi thì tí nữa về những cái bài sau chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu sâu. Sau, bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cái này đã. Lục hại này, lục hại thì nó sẽ có cái gì đấy? Mùi lục hại với gì? Tí, đúng rồi. Mùi và Tí. Đấy nhá. Thân và Hợi. Thân và Hợi. Dậu với Tuất. Dậu với Tuất. Dậu với Tuất. Ngọ và Sửu, đúng không? Ngọ với Sửu. Tỵ với Dần. Tỵ với Dần. Và Thìn với cả Mão. Ok. Thìn và Mão. Thì đây chính là cái bộ lục hại và kia chính là cái bộ gì? Nhị hợp ở trong cái đồ hình là số tử vi này. Thì khi các bạn nhìn vào đây các bạn, hai cái này nó rất quan trọng trong việc giải đoán là số tử vi nhá. Thì các bạn phải để ý tôi một chút. Được chưa? Thì sau khi đến nhị hợp rồi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhớ tam hợp và ngũ hành của tam hợp nó như thế nào. Được chưa? Tam hợp và ngũ hành của tam hợp nó như thế nào. Thì các bạn để ý tam hợp luôn luôn tạo ra thành một hình tam giác. Thì ví dụ tam hợp chúng ta có tam hợp Tỵ này, Dậu này, Sửu này. Đó, thì nó sẽ tạo thành một cái hình tam giác như thế này này. Được chưa? Ở trên là số tử vi thì thường ba cung mệnh tài quan thì người ta đã vẽ sẵn cho các bạn một cái tam giác rồi, thì các bạn cứ nhìn vào cái đấy, sau đó các bạn đọc ra. Được chưa nhỉ? Rồi, tam hợp. Tam hợp nhá. Các bạn nhớ tam hợp đầu tiên, ví dụ bắt nguồn từ Tí đi, lúc nào bắt nguồn từ Tí đúng không? Đó, thì bắt nguồn từ Tí chúng ta sẽ có tam hợp này, Tí này, Thìn này và Thân, thì chúng ta sẽ đọc là gì? Từ trên xuống nhá, Thân, Tí, Thìn. Được chưa? Tam hợp đầu tiên là tam hợp Thân, Tí, Thìn. Thân, Tí và Thìn. Rồi, tam hợp thứ hai là tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Dần, Ngọ, Tuất. Được chưa? Tam hợp thứ ba là tam hợp gì? Hợi, Mão, Mùi.
Hợi Mão Mùi. Và tam hợp thứ tư là tam hợp gì em? Thân Tí Thìn, Dần Ngọ Tuất, Hợi Mão Mùi, và tam hợp cuối cùng là Tị Dậu Sửu. Tị Dậu Sửu. Và bây giờ cách nhớ cái ngũ hành của tam hợp này như thế nào? Thì tôi hướng dẫn cho các bạn một cái cách nhớ nhanh. Ngũ hành của tam hợp luôn luôn đi theo cái thằng ngũ hành nằm ở giữa. Ví dụ Thân Tí Thìn, Tí, thằng này nó sẽ quyết định cái ngũ hành của cái tam hợp này. Ví dụ Thân Tí Thìn, Tí các bạn thấy là thuộc gì đây? Thuộc thủy. Vậy thì Thân Tí Thìn sẽ thuộc thủy. Nhá, ngũ hành của nó là thuộc thủy. Được chưa? Cái tiếp theo, Dần Ngọ Tuất thì các bạn nhìn ngọ thuộc gì đây nhỉ? Thuộc hỏa. Vậy thì Dần Ngọ Tuất luôn luôn thuộc hỏa. Nhớ nhá, thằng ở giữa nó sẽ quyết định yếu tố ngũ hành, cũng như là cái tam giác, hoặc là nếu các bạn nào mà học toán các bạn để ý rồi, nó chính là cái ví dụ ở góc một trong tam giác ấy, góc BAC thì chính là góc A ấy. Thì Hợi Mão Mùi nó cũng chính là Mão, nó sẽ ứng với yếu tố đó, được chưa nhỉ? Mão nó sẽ là quyết định ngũ hành. Mão là thuộc mộc thì thằng này là, vậy thì tam hợp này là thuộc mộc rồi, được chưa? Và Tị Dậu Sửu, ok, Tị Dậu Sửu, Dậu là cái gì kia? Là thuộc kim, vậy thì Tị Dậu Sửu thuộc kim, đó, ok nhá. Rồi.